Dưới đây là công thức làm bánh, hãy xem chúng ta cần những gì để làm chiếc bánh. Chúng ta cần rất nhiều trứng. Qua qua, bạn có biết chúng ta cần bao nhiêu quả trứng không? Hãy để tôi đếm chúng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó có phải là 8 quả trứng không? Bạn không thể đếm chúng như vậy. Chúng ta phải đếm chúng theo thứ tự. Làm cách nào để chúng ta đếm chúng theo thứ tự? Mình sẽ cho bạn biết đáp án. Hãy để tôi dạy cho bạn một công thức đơn giản và xúc tích. Đếm một và đồng thời gạch bỏ cái đó. Số lượng cuối cùng đếm được là những gì chúng ta cần. Điều đó có nghĩa là gì? Ví dụ, chúng ta có thể đếm từng quả một theo thứ tự này từ trái sang phải. Chúng tôi đếm một và đồng thời gạch bỏ nó đi. Mình hiểu rồi, bằng cách này chúng ta sẽ không tính quá nhiều hoặc quá ít. Đúng rồi. Hãy đếm theo hướng này. Các bạn ơi, các bạn có thể đếm với quà quà không? 1, 2, 3, 4, 5. Số lượng cuối cùng đếm được của chúng ta là bao nhiêu? 5. Đúng. Chúng ta đếm một và đồng thời gạch bỏ cái đó đi. Cuối cùng, số đếm giảm xuống còn 5. Quá kỳ thật tuyệt vời. Tiếp theo, hãy đếm xem chúng ta cần những nguyên liệu nào khác để làm chiếc bánh. Cần bao nhiêu thìa đường? Chúng ta cần 2 thìa đường. Đếm xem cần bao nhiêu miếng bơ. 1, 2, 3, 4. Chúng ta cần 4 miếng bơ. Đếm xem cần bao nhiêu túi bột mì. 1. Chúng ta cần 1 túi bột mì. Và cuối cùng, đếm xem chúng ta cần bao nhiêu khuôn bánh. 1, 2, 3. Chúng ta cần 3 khuôn bánh. Quạt, quạt. Cuối cùng chúng ta đã đếm xong. Sau đó chúng ta hãy đi đến siêu thị và mua các nguyên liệu. Đi nào. Đây là những thứ chúng ta cần mua. Nào hãy bắt đầu mua thôi. Chúng ta cần tìm tất cả các nguyên liệu cho chiếc bánh. Tìm thấy những quả trứng. Chúng ta cần 5 quả trứng. 1, 2, 3, 4, 5. Nhấn vào nút kiểm tra để xác nhận sau khi đã chọn. Những thứ còn lại ở đâu? Tìm thấy đường. Chúng ta cần 1 túi đường. 1. Những thứ còn lại ở đâu? Những thứ còn lại ở đâu? Tìm thấy bơ. Chúng ta cần 4 miếng bơ. 1, 2, 3, 4. Những thứ còn lại ở đâu? Tìm thấy các khuôn bánh. Chúng ta cần 3 khuôn bánh. 1, 2, 3. Những thứ còn lại ở đâu? Những thứ còn lại ở đâu? Tìm thấy bột mì. Chúng ta cần 1 túi bột mì. 1. Điều này dường như không cần thiết. Chúng ta có tất cả mọi thứ. Chúng ta hãy trả tiền cho chúng. Hãy đặt mua hàng trên băng chuyển. 1 loại, 2 loại, 3 loại, 4 loại, 5 loại. Bạn đã mua 5 loại các thứ. Để mình trả tiền cho. Mình không thể với tới. Các bạn nhỏ, bạn có thể giúp tôi trả tiền cho thỏ con không? Cảm ơn bạn. Hãy nhớ lấy biên nhận của bạn. Hãy quay về nhà và làm bánh. Đi nào. Hãy nhìn vào công thức. Thêm các thành phần đầu tiên và sau đó trộn đều. 1 túi bột mì ít gluten. 1. Năm quả trứng. 1, 2, 3, 4,
5. 2 thìa đường. 1. 2. 4 miếng bơ. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. đổ vào từng khuôn riêng. 3 khuôn bánh. 1. 2. 3. Đặt chúng vào lò nướng và kiểm tra xem mất bao nhiêu thời gian. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. Và cuối cùng là trang trí chiếc bánh. Wow, chiếc bánh này thật đẹp, nó trông thật ngon. Chúng ta hãy đi và chúc mừng sinh nhật của bạn Cừu. Các em hãy hát một bài hát chúc mừng sinh nhật Cừu con. Chúc mừng sinh nhật bạn, chúc bạn sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn bạn đã tổ chức sinh nhật cho tôi. Không có gì, nào hãy cùng ăn bánh sinh nhật. Hãy ăn thêm một số đồ ăn nhẹ. Thật là một ngày vui vẻ. Chúng ta đã mua một cái gì đó để làm một chiếc bánh và tặng bạn Cừu trong ngày sinh nhật. Quạt, quạt, quạt. Làm với Hoa Hoa. Mẹ ơi, mẹ, mẹ đang làm gì thế? Con yêu, mẹ đang làm bánh. Wow! Nhìn ngon quá đi, con cũng muốn làm bánh với mẹ. Được thôi, vậy chúng ta trang trí bánh với hoa quả nhé. Wow! Giúp mẹ lấy hoa quả từ tủ lạnh ra nhé. Chút chuyện này không khó với Hoa Hoa. Lấy giúp mẹ một quả dâu tây. Một. Mẹ cần 5 quả nho. 1 2 3 4 5 Con lấy xong rồi này. Chúng ta bắt đầu trang trí bánh nhé. Được thôi. Trang trí đẹp quá đi. Ôi,
đẹp quá. Xong rồi này. Bánh hoa quả nhìn ngon quá đi. Các bạn nhỏ, các con đếm số giỏi thật đấy. Hỏi xem bố mẹ các con có thể làm gì với việc đếm nhé.